sử dụng chỉ có thể 1-2 năm nha. Ở đây nè, cái lõm này nè, mình đưa kỹ vô cho nó đầy và nó nhăn ở dưới đó nó sẽ cải thiện. Mình có thấy đau hoặc là thấy khó chịu gì không chị? À không, chị thấy rất là ok. Dạ, không đau đúng không ạ? Dạ, và khi mình làm xong thì chị có thấy hài lòng với lại cái hiệu quả mà căn chỉ làm cho chị không ạ? Giống như là cũng thấy hơi bất ngờ đó.